con sơn màu xanh lá, con rất thích cây cối, cho nên con đã sơn nhà màu xanh lá đây để đổi màu của cây cối. Nhà của con có hai phòng, đó là phòng khách và phòng ngủ. Trong phòng khách con có một chiếc kệ để con đã để cây, một chậu cây và hai quả sắc lên trên chiếc kệ này. Ở dưới con đã làm một chiếc ghế sofa và cùng với một chiếc gối. Con đã làm một chiếc bàn để ngồi, để có thể ngồi vừa ăn, Con có một chiếc kệ và một chiếc tivi để có thể xem. Đây con có một chiếc cây áo và chiếc ba lô cùng với một chiếc túi xách. Ở đây con trang trí cờ và bể cá cùng một chiếc cây ở dưới đất. Trong bên phòng ngủ con có một chiếc khung ảnh, một chiếc chăn, một chiếc gối và một con gấu bông. Con đã làm thêm gối ôm để lúc đây có thể ôm khi ngủ. Con làm thêm một chiếc giường và một chiếc đệm. Con đã đan thêm một khăn để treo lên tường trang trí phòng. Trên kệ này con đã làm một cuốn sách để cho búp bê đọc. Và con đã làm một chiếc tủ quần áo để quần áo. Ngôi nhà này con nên làm ý tưởng từ búp bê vì con rất thích chúng. Và thích chừng của con thì đây là cách thức con có.